Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là chi tiết giá lăn bánh trên từng các phiên bản của mẫu xe Toyota Veloz Cross 2022 đang được Toyota phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi sẽ ước tính chi phí tối thiểu để giúp cho quý vị có thể cân đối được tài chính nếu có ý định mua xe ô tô trả góp. Xin mời quý vị theo dõi. Với tên gọi khác so với thị trường nước ngoài, Toyota Veloz Cross chính là chiếc xe MPV Light Crossover cạnh tranh với Mitsubishi Xpander Cross ở tại thị trường Việt Nam. So với đối thủ, mẫu xe đến từ thương hiệu Toyota có nhiều điểm lợi thế hơn với danh sách trang bị tiện ích và công nghệ an toàn thực sự khiến khách hàng phải mùi lòng. Xe được phân phối với tổng cộng là 2 phiên bản, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và đều sử dụng hộp số tự động. Cụ thể, Veloz Cross CVT có mức giá bán là 648 triệu đồng, Veloz Cross CVT Top có mức giá bán là 688 triệu đồng. Veloz Cross 2022 có tùy chọn 5 màu sơn ngoại thất gồm trắng ngọc trai, bạc tím, bạc, đen và đỏ. Quý vị lưu ý, giá lăn bánh của Toyota Veloz Cross 2022 sau đây chưa trừ khuyến mại nhưng đã bao gồm đầy đủ các chi phí như lệ phí trước bạ từ 10-12% đối với xe nhập khẩu, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc. Veloz Cross CVT có mức giá bán là 648 triệu đồng, giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 748 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 735 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 716 triệu đồng. Để mua được xe phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 230 tới 235 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Veloz Cross CVT Top có mức giá bán là 688 triệu đồng, giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 793 triệu đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng 779 triệu đồng, tại các tỉnh thành khác khoảng 760 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 245 tới 250 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Toyota Veloz được định vị cao cấp hơn người anh em Avanza. Chính vì vậy nên chiếc MPV này cũng sở hữu diện mạo thể thao, cuốn hút hơn khá nhiều so với mẫu xe đàn em. Dù chung nền tảng khung gầm, nhưng Toyota Veloz Cross lại có kích thước khác biệt với chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 4.475mm x 1.750mm x 1.700mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.770mm. Toyota Veloz Cross 2022 dài hơn 80mm, rộng hơn 20mm so với Avanza Premio. Khác biệt lớn nhất mà các bạn có thể nhận ra trên Toyota Veloz Cross 2022 đó chính là phần đầu xe với bộ lưới tản nhiệt dạng kim cương được sơn đen bóng, mang đậm phong cách thể thao. Trong khi đó, cụm đèn pha của mẫu MPV Light SUV này sử dụng công nghệ LED chia khoang với tính năng tất bật tự động trên cả hai phiên bản. Đèn sương mù của Toyota Veloz Cross tạo thành hốc gió và được điểm xuyết bởi một viền mạ chrome. Cản ba lần sốc trước của Toyota Veloz Cross sử dụng nhựa bạc mang đến cái nhìn cứng cáp hơn so với Avanza Premio. Đặc biệt, xe có giải chrome chạy từ đèn pha đến đèn hậu, mang đến cho xe sự hiện đại và lịch sự hơn. Toyota Veloz Cross sử dụng những đường gân dập nổi tạo nên vẻ cứng cáp cho xe. Chiếc MPV Light Crossover này sử dụng bộ mâm 16 inch cho phiên bản tiêu chuẩn và bản cao cấp sử dụng mâm 17 inch dạng phay bóng bắt mắt. Tương tự người đàn em ra mắt cùng thời điểm, Toyota Veloz Cross 2022 cũng sử dụng gương chiếu hậu có tính năng chỉnh gập điện, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ dạng LED và cảnh báo điểm mù xuất hiện trên cả hai phiên bản. Nổi bật nhất ở phần đuôi xe của Veloz Cross phải kể đến cụm đèn hậu LED nổi khối được nối liền bởi dài đèn LED nhưng được cắt vắt góc cạnh giống như Avanza Premio tiếp tục xuất hiện trên mẫu xe này. Xe được tích hợp hệ thống cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, cánh gió trên cao và cản sau, sử dụng chất liệu nhựa cứng màu bạc. Điều này gia tăng sự khỏe khoắn cho mẫu xe Veloz Cross. Toyota cho thấy họ không còn bảo thủ trong phong cách thiết kế khi đổi mới rất nhiều sản phẩm trong thời gian gần đây. Dĩ nhiên, mẫu xe Veloz Cross cũng không ngoại lệ. Nếu chỉ nhìn khoang nội thất của mẫu xe này, không nhiều người nghĩ đây là một mẫu xe MPV 7 chỗ dành riêng cho gia đình. Điểm nhấn thu hút người nhìn ở khoang lái của Veloz Cross chính là phần màn hình trung tâm giải trí kích thước 9 inch. Ngay bên dưới, xe được trang bị điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây và phanh điện tử. Vô lăng của xe cũng tương tự giống với Avanza Premio với cách tạo hình 3 chấu bọc da. Bên trong lòng vô lăng được mạ bạc, tích hợp nhiều phím bấm chức năng của gói an toàn cao cấp. Veloz Cross là chiếc xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị đồng hồ Tablo 7 inch, mang đến khả năng hiển thị sắc nét, hiện đại, độ nhanh nhạy cao và có thể tùy chỉnh.
Toyota Veloz Cross 2022 được trang bị ghế ngồi bọc da pha nỉ chỉnh cơ. Nhờ chiều dài cơ sở lớn nên không gian hàng ghế thứ 2 và 3 của Veloz Cross đủ rộng rãi cho người dùng, có chiều cao trên 1m8. Toyota còn nâng cao tính thực dụng cho Veloz Cross với hai hàng ghế phía trước ngả 180 độ, hàng ghế cuối không còn dạng treo mà còn có thể gập phẳng 50-50, giúp người dùng linh hoạt trong cách bố trí không gian khoang chứa đồ. Về tiện nghi, Veloz Cross được trang bị màn hình trung tâm giải trí 8 inch ở bảng tiêu chuẩn và 9 inch ở bảng cao cấp, đi cùng với hệ thống âm thanh 6 loa. Ngoài ra, danh sách tiện nghi của Veloz Cross còn sở hữu bao gồm màn hình TFT 7 inch, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động Auto Hold, khởi động nút bấm và chìa khóa thông minh. Về phần an toàn, Veloz Cross sở hữu gói công nghệ an toàn cao cấp Toyota Safety Sense với nhiều tính năng bao gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, hệ thống cảnh báo điểm mù. Bên cạnh đó, những tính năng an toàn cơ bản của Toyota Veloz Cross mình xin phép được đặt bên trên màn hình. Toyota Veloz Cross 2022 sở hữu khối động cơ dung tích 1.5 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, sản sinh ra 105 mã lực và 138 Nm, sức mạnh được truyền xuống bánh xe thông qua hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc Toyota Veloz Cross 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.